khắc nghiệt, sự thật đằng sau hào quang sân khấu khi các siêu mẫu chỉ uống nước cầm hơi trong 9 ngày, nhịn khát suốt 12 tiếng trước giờ show chỉ để có bụng phẳng đẹp. Sau 5 năm vắng bóng, Victoria's Secret Fashion Show cuối cùng cũng sẽ quay lại vào ngày 15 tháng 10 tới đây. Màn comeback của chương trình có ý nghĩa lớn đối với ngành thời trang, hứa hẹn sẽ làm bùng nổ truyền thông. Để tạo nên danh tiếng của một đế chế mang đầy tính biểu tượng như Victoria's Secret, các nàng mẫu muốn mang được đôi cánh thiên thần cũng phải bước qua những tiêu chuẩn trên trời của hãng. Adriana Lima, cựu thiên thần lâu năm của Victoria's Secret, từng tiết lộ cách cô ép cân gây sốc trong giai đoạn cận kề mỗi show diễn khiến công chúng bất ngờ. Theo đó, bên cạnh việc tập luyện cùng PT 2 lần một ngày, chế độ ăn uống của Lima mới là điều làm người ta lạnh gáy. Nữ siêu mẫu nhờ cậy đến chuyên gia dinh dưỡng được hướng dẫn sử dụng sinh tố protein, các loại vitamin để duy trì năng lượng. Trong 9 ngày trước buổi biểu diễn, cô chỉ uống sinh tố trứng gà, hoàn toàn không có thức ăn dạng rắn. Đặc biệt, mỗi ngày, Lima cần uống hết 3,7 lít nước lọc, gần gấp đôi bình thường. Chỉ đến 2 ngày trước show mới thôi làm việc đó. Điều đáng sợ hơn hết, 12 giờ cuối cùng trước khi lên sân khấu, nữ siêu mẫu sẽ không uống thêm dù chỉ một giọt nước để cơ thể khô đi và giúp cô giảm tới 3,6 kg. Đổi lại bằng rất nhiều đãi ngộ hậu hĩnh, hào quang và danh vọng, đó là lý do vì sao các thiên thần triệu đô của thương hiệu này luôn toàn tâm toàn ý cho màn xuất hiện của họ, bất kể có phải sử dụng đến những cách khắc nghiệt nhất. Adriana Lima là người luôn nằm trong top những thiên thần giàu có bậc nhất. Trong đó, năm 2016, cô đứng ở vị trí số 1. Theo Forbes, khối tài sản lúc bấy giờ của Adriana là 75 triệu đô la Mỹ, tức là hơn 1.800 tỷ đồng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh 24 giờ online, đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức và câu chuyện thú vị.